Thank you.
old, eh? Ini baru boleh.
con nào không? Cua đây. Đáy cua.
Do mẹ đi giấy vào bình xăng ấy ra xong bánh bắt luôn đi lên lửa luôn. Loại này trên đấy là dòng được nhiều, tất nhiên nó sẽ rẻ hơn. Cứ thế thì em phải nói thế, chứ em đừng có nói là ổ nhạt. Chị nào dân hỗ trợ chị không biết đâu.
Anh à? Ừ. Em đang nấu cơm anh ạ. Vừa đi chợ về. À. Anh đang nấu gì ấy? Hôm qua em bắt được cua đây nào, hôm nay em nấu canh cua anh ạ. Cua cơ à? Dạ. Không biết nấu cua cơ. Anh chị anh gión cho em. Nó để em gión được. Em nấu cái kia đi. Đây anh làm xong rồi. Anh biết gión đấy. Chẳng biết gión. Dạ. Anh cho cái này vào xong rồi nó mới anh chị nhanh chẳng. Nếu có em bên cạnh cái gì anh làm được. Thế à. Và ôm đằng sau. Không có bắt cua đâu hả? Em bắt ở dưới ao ấy. Ao đấy này bắt được à? Vâng, nhiều cua lắm, cá nhiều. Với hôm qua anh em bắt cùng với. Thế hôm nay em thả dọ à? Ừ. Thả bắt quái. Thì Thái đi là vặt qua bác quả với Huyên à? Vâng, Thái xuống ở em xuống chỗ Huyên. Có cái sư dừa này ấy, dễ cháy. Đâu có đem hết, đặt đuôi lên em. Vâng, anh đã đem cái son lên cái. Mày Thái giúp đi ăn cơm không? Em không biết, bảo dặn bảo là tí về ăn cơm nhưng mà không biết có về không.
hay là gì ấy. Anh, em đang ngoáy này. Ngoáy cái gì? Ngoáy gạch à? Ngoáy gạch. Để anh ngoáy cho nhé. Thôi anh cứ ra cái ngồi chơi đi, để em nấu cho. Để anh ngoáy cho. Làm này nó bẩn. Làm cái này nó bẩn. Bẩn. Bẩn gì? Qua mới trồng rau kìa. Vâng, em mới trồng. Nhưng mà chưa kịp tưới hết nhỉ? Không, tưới nó chết hết à? Để em tưới. Đã kịp tưới đâu. Để anh tưới cho. Vâng, thì anh tưới em ấy nhé. Tưới xong có thưởng gì không? Không, thưởng gì. Tưới xong thưởng gì ấy. Thế em thử anh nhắc bún. Nhá. Nước thế nhỉ? Vào mấy hôm mưa nhiều anh đấy. Đây rau gì được ha? Đó. Đây rau gì đấy? Là đấy rau hồng xó, kinh giới, cái ớt đấy. Thái bảo em đi ăn ớt thì em trồng mấy cây. Ngoài được. Thơm ấy. Xào gạch anh ạ. Yêu mùi. Thế đi nữa anh Tuấn phải đi đâu anh ạ? Xong chưa hả? Xong rồi ạ. Để em cho ít hành nữa là được. Ui, ngon này. Anh thấy ăn canh cua không? Thế. Thế ạ. Thơm không anh? Thơm.
đói. Anh thử ra xem không? Nóng đấy, ngon không? Ừ. Anh thổi đi không, rồi nó nguội đó, cho nó nguội. Ngon, vừa bạn. Để em lấy bún. Thôi thế này. Ngon ý. Cua này ăn nhiều chất lắm anh ạ. Ừ. Anh ơi, ăn đi. Ừ. Xong rồi. Để cạnh ra đây vừa. Anh ăn cho chanh này. Nó ngon lắm. À, đây anh mua cho cái điện thoại đi. Anh lại mua điện thoại cho em. Đây, anh để dùng nó đi. Anh mua cả sim rồi đấy. Tại mới thế nhỉ. Đẹp không? Đẹp lắm. Biết em thích màu hồng anh mua cho. Vẫn giống như máy trước, em thích màu hồng ấy nhỉ? Ừ. Vẫn máy như giống như lần trước mà. Vâng, em thích màu hồng, em thích kiểu bé bé này. Ừ. Anh cứ mua gì cho tốn tiền ra. Thì không có, thỉnh thoảng để anh liên lạc. Ăn đi. Cảm ơn anh nhé. Ừ. Anh cứ giúp bọn em nhiều quá. Ừ. Người yêu anh phải giúp. Ngon. Ngon. Kiếm cái bát cua ở ao này. Vâng. Em thả bát quái ý. Ừ. Cua hôm qua kiểu như là chắc là mới mưa xong nó vào nhiều lắm. Ừ. Thôi đi bán luôn. Em có nhiều quá, em bán một ít anh ạ. Lần nào lên đây được em nấu ăn cho ăn ngon lắm. Mấy khi đâu anh. Ừ. Em là thích nấu ăn anh ạ. Ừ. Ngọt quá. Này em ăn ngọt quá anh ạ. Ừ, ngon. Ngon không? Cứ tình cảm lên đây trong em nấu ăn nhé. Hả? Anh ở đây luôn được. Vâng. Vâng. Anh ngồi đây nhé, để em ra rửa bát đây. Ừ, thế em rửa bát. Rửa đây này. Anh bảo này, chút cái nước mưa anh phải về trước ấy. Anh ngồi anh đây đã. Thôi anh đang về, có tí việc khách hàng đang gọi. Nhất em cứ rửa bát đi nhé. Vâng. Xong có gì chiều anh lại lên. Vâng, vâng. Nhé. Vâng. Về nhá. Vâng. Ừ. Cứ lần nào đến đây lại vội về anh. Ừ, anh đang có tí việc cái nhé. Vâng, thế anh về cẩn thận nhé. Ừ, rồi, rồi, ok.
gần đến độ hoa rồi đấy. Được bơm như thế này. Cua ngon thế, kéo tay ghê. Cả bên đâu nhỉ? Chưa rồi, lại bỏ quên chỗ hoa rồi. Ô, điện thoại. Thế lại quên chỗ hoa. Quay lại lấy cho tôi. Tuấn lại bỏ đây. Lại quên điện thoại đây rồi. Đi nào, quên điện thoại này. Anh ấy lại cần anh ấy làm công trình chắc là điện thoại đấy. Suốt ngày gọi nghe. Thôi mang xuống cho anh đây cả. Nó bẩn quá. Ơi. Ủa, anh à? Ừ, Khoa à? Vâng. Em đi đâu ăn mặc đẹp này? Em định mang xuống điện thoại xuống cho anh Tuấn. Vừa anh lên đây bỏ quên đây. À thế à? Vâng. Ừ. Anh đi làm qua đây thì anh mua cốc nước vào anh cho em uống. Vâng, anh cẩn thận quá đi. Anh ra đây ngồi uống nước với em. Ừ. Tí em đi sau cũng được. Ừ. Đây đi làm qua tiện đường rẽ vào quán nước anh mua cho em cốc nước. Anh cẩn thận quá, lên đây chơi được rồi. À, đây để anh lắc lên cho nó vâng. Đều nhé. Vâng. Đều uống sẽ ngon hơn. Đây em à, uống nhé. À. Vâng. Ừ. Em có thấy ngon không? Ngon này, mát á.
À, thế mấy ngày hôm nay em làm gì? Em thì vẫn đi chợ với các thứ, vẫn thu mấy các quả ấy. Ừ, vậy à? Ừ. Mới làm lên tỉnh nhà. Thế hôm trước anh thấy em tính đi bắt cua à? Vâng, em đi đổ dọ ở ao anh. À, ở ao này luôn hả? Vâng, ao ừ. Nhỉ, ao đây bởi em lâu không bắt nhưng mà cũng nhiều cá lắm, cua cá nhiều lắm. Nhưng mà nước đang đẫy này em phải cẩn thận đấy nhá. Nước em thấy ngon thì em uống thêm đi. Vâng. Uống thêm đi cho nó mát. Vâng. Xong rồi mà đi nhá. Ơ, em sao đấy? Đây. Em làm sao đấy? Sao em cứ thấy chóng chóng mặt kiểu gì? Thế chắc là hôm trước em dầm nhiều nước quá nên nó bị ốm thôi mà. Em không biết rồi. Vai qua, vai. Vai. Xong bị mệt mỏi quá hay sao bị ngất ra bàn này tôi bế vào đây thôi. Tôi không tin tưởng anh đâu nhá. Tôi thấy vào đây anh đang làm gì Hoa rồi. Nếu mà anh đừng có mà suy diễn như thế. Anh ở đây chờ Hoa tỉnh xong Hoa. Thì anh họ có thể hỏi cô ấy. Hoa, anh đừng hiểu lầm tôi. Bây giờ anh ở đây rồi thì anh ở lại chăm sóc cô ấy. Giờ tôi về đây. Anh làm gì Hoa không? Tôi không làm gì đâu, anh có thể chờ cô ấy tỉnh dậy và anh hỏi cô ấy xem như nào, anh đừng có hiểu lầm tôi như thế. Cẩn thận tôi báo công an nhá. Anh cứ ở đây chăm sóc cô ấy nhá, tôi về đây. Hoa. Hoa. Ông cẩn thận đi nhá, tôi thức bà Hoa tỉnh dậy mà có vấn đề gì tôi sẽ tìm ông tính sổ nhá. Vớ vẩn lên đây làm gì mà để cho hoang mất thế? Không cẩn thận đấy nhá! Hoài! Hoài! Hoài!